Đêm sao càng bước nó lại càng dài thêm. Giờ của ta hoành hành là khi người tốt họ tắt đèn cài then. Nếu mày thích âm binh, tao là ác mộng mỗi khi trời tối. Để biến mày thành câu chuyện tâm linh, nó chỉ dễ dàng là một lời nói xanh đỏ tím vàng. Đèn màu chớp tắt một cõi âm u. Thôi lỡ mang tiếng giang hồ rồi để ông nội mày rước mày về âm phủ. Sẵn cây mã tấu vừa mài tao xốc một nhát vô đầu thằng lùn Diêm Vương. Vì tội sai mấy thằng lính tao lao lên ngay với ta mong được tương dương. Cái gì DC với lại Marvel trong khi cái tên mày đéo biết đọc tiếng Anh một chữ bé đôi không biết và đòi văn thơ với lại triết học. Cả dòng cả họ nhà mày tối ngày chỉ ăn rau má rồi phá đường tàu. Chuyến bay của tao toàn hạng thương gia, tao đố ông già mày phá đường nào hả nhóc. Lúc mày còn ngồi tìm nét số 7 kiếm miếng, ở ngoài xã hội tao đã lừng danh dân chơi thứ thiệt. Nhưng mà kính tiếng lạnh lùng hóa kiếp kẻ thù rồi gửi gia đình mày một phong hoa kính viếng. Vũ khí tối thượng mà tao sở hữu chính là bản lĩnh đam mê chính kiến. Kiếp phong ba lạc trôi giữa dòng đời, có cánh chim ưng lượn quanh giữa bầu trời. Kiếm cho ta một cõi bình yên, thế gian muôn trùng chẳng màn thì phía gian dối. Ta tìm nơi để được là chính ta. Kiếp phong ba lạc trôi giữa dòng đời, có cánh chim ưng lượn quanh giữa bầu trời. Kiếm cho ta một cõi bình yên, thế gian muôn trùng chẳng màn thì phía gian dối. Ta tìm nơi để được là chính không ta. Không có gì hèn bằng thằng con trai dám làm mà không dám nhận. Cùng quê Thanh Hóa có mày xưng bá thì cũng giống như trong buồn có rợn. Tao đã từng nghiện nhưng đủ can đảm để chịu trách nhiệm việc làm của tao. Nghiện thêm 20 năm vẫn còn dư xăng cho mày lật hàm với tao. Chỉ đấng tối cao mới đủ thẩm quyền phán xét đó là thiên chúa. Cái quân của mày tao bật đèn xanh cỡ 20 chai là chầu Diêm Chúa. Tao thích ông Cường nhưng là ông bác sĩ Cường ở trong truyền thuyết. Nếu mày thích Cường sẽ được gặp ổng, đặt một cái lịch vô viện truyền huyết. Trả lời câu hỏi thông điệp trong rap của tao động lại điều gì, đó là không bao giờ chịu cúi đầu. Ý chí con người là thứ diệu kỳ, quá nhiều cay đắng dựng nên con người huyền thoại từ bàn tay trắng. Chưa từng biết lùa dù thắng hay thua, tao là tượng đài của sự cố gắng. Quỷ thần hai vai bên nào cũng suối tao phi không cần bố thắng. Hôm nay đụng trận với kiếm phong kim chỉ tội cho mày là thằng số ngắn. Thay trời hành đạo bổn vương ban tặng rap Việt thêm một án tử. Nếu như cuộc đời mày là bộ phim cứ gọi ông nội mày là người phán xử nha.